Thân chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Trong các chương trước, các em đã được học về tích phân hàm một biến. Ở chương này, cô sẽ giới thiệu với các em về tích phân hàm nhiều biến. Tích phân hàm nhiều biến có 4 loại chính, đó là tích phân bội 2, tích phân bội 3, tích phân đường và tích phân mặt. Thì trong 4 loại tích phân này, một cái tích phân mà cơ bản nhất, đơn giản nhất và là nền tảng để tính các tích phân còn lại đó chính là tích phân bội 2. Hôm nay cô xin giới thiệu với các em bài thứ nhất, tích phân bội 2. Mời các em theo dõi trên màn hình. Trước hết cô xin giới thiệu về định nghĩa tích phân bội 2. Cho một cái hàm z bằng fxy xác định trong một cái miền D đóng giới nội. Giới nội có nghĩa là bị chặn. Miền D được gọi là bị chặn nếu như tồn tại một hình cầu chứa được D. Ta chia D thành n phần nhỏ, D1, D2, D3, vân vân, Dn không giảm nhau. Không giảm nhau nghĩa là các phần trong của miền DK không có phần chung, chỉ có đường biên chung mà thôi. Bây giờ ta gọi delta SK là diện tích của miền DK. S1, delta S1 là diện tích của miền D1. Delta S2 là diện tích của miền D2. Vân vân, delta SK là diện tích của miền DK. Trong mỗi miền DK, ta lấy tùy ý một điểm MK. MK có tọa độ là XK, YK. Và ta lập tổng tích phân sau. Sn bằng tổng sigma k chạy từ 1 đến n f tại điểm xk yk nhân cho delta sk. Delta sk là diện tích của một miền dk, còn f tại điểm xk yk là giá trị của hàm f tại điểm mk. Các em thấy tổng này phụ thuộc vào chữ n. Ta đặt tổng này là Sn. Sn bằng tổng sigma k chạy từ 1 đến n f tại điểm xk yk nhân cho delta sk. Các em thấy tổng tích phân này phụ thuộc vào cách chia miền D và cách lấy điểm mk. Nếu như ta chia D bằng những cách khác nhau thì delta sk là diện tích của mỗi miền DK sẽ khác nhau. Và nếu như ta thay đổi điểm MK, thay đổi tọa độ điểm, thì giá trị hàm F tại điểm MK chính là F tại điểm XKYK sẽ nhận giá trị khác nhau. Như vậy tổng SN phụ thuộc vào hai yếu tố, phụ thuộc vào cách chia miền D và cách lấy điểm MK. Bây giờ ta sẽ cho n tiến đến cộng vô cùng, nghĩa là ta tính liêm của tổng Sn cho n tiến đến cộng vô cùng, sao cho đảm bảo một điều kiện là max ddk tiến đến 0. Ddk ký hiệu này có nghĩa là đường kính của miền dk. Đường kính của miền dk là gì? Dk là một cái miền phẳng. Như vậy, DDK, đường kính của miền DK là khoảng cách lớn nhất nối hai điểm bất kỳ bên trong miền DK. Chúng ta có tất cả bao nhiêu đường kính các em? Chúng ta có là D1, D2, vân vân, Dn. Như vậy là có N miền DK. Như vậy là các em sẽ có N đường kính. Bây giờ ta sẽ cho N tiến đến cộng vô cùng, nghĩa là ta sẽ chia miền D thành vô cùng các phần nhỏ, nhưng phải đảm bảo rằng là giá trị lớn nhất, maximum đường kính của các miền DK phải tiến đến 0. Khi đó nếu như ta tính liêm của tổng SN mà cái giới hạn của tổng SN là tồn tại hữu hạn, nghĩa là nó bằng một cái giá trị xác định mà khác cộng trừ vô cực. Và tổng Sn có giới hạn hữu hạn S đó không phụ thuộc vào cách chia miền D và không phụ thuộc vào cách lấy điểm MK.
thì giới hạn của tổng riêng của tổng Sn sẽ được gọi là tích phân bội 2 của hàm Fxi trên miền D. Như vậy, tích phân bội 2 của hàm Fxi trên miền D chính là lim của Sn khi n tiến đến cộng vô cùng, hay có thể viết một cách khác là lim tổng sigma k từ 1 đến n f tại điểm xk yk nhân cho delta xk, và n tiến đến cộng vô cùng chúng ta có thể ghi là max ddk tiến về 0. Và ký hiệu của tích phân như sau. Đây là ký hiệu của tích phân bội 2, hai dấu tích phân trên miền D Fxi df. Đây chính là giới hạn của tổng tích phân Sn. Trong ký hiệu này thì hàm f được gọi là hàm dưới dấu tích phân, ở đây là một hàm hai biến. D được gọi là miền lấy tích phân. Còn ds là gì? Ds là yếu tố diện tích. Và nếu như tích phân bội 2 này tồn tại thì ta nói rằng hàm f là khả tích trên D. Có một cái chú ý như vậy. Nếu như chúng ta nói rằng tích phân bội 2 là tồn tại, như vậy thì tích phân bội 2 chính là lim của tổng Sn khi n tiến đến cộng vô cùng, nó sẽ bằng một cái giá trị hữu hạn S. Thì cái giá trị hữu hạn S đó sẽ không phụ thuộc vào cách chia miền D. Như vậy thì nếu tích phân tồn tại rồi, nghĩa là nếu hàm F khả tích trên D, thì ta có thể chia miền D bởi các đường hẳn song song với các trục tọa độ. Nếu như chúng ta chia miền D bởi các đường hẳn song song với các trục tọa độ, thì mỗi miền nhỏ DK sẽ có dạng là hình gì? Có dạng là hình chữ nhật. Và các cạnh của DK, bây giờ ta sẽ ký hiệu là delta xk và delta yk. Như vậy diện tích của DK ta ký hiệu là delta xk, thì delta xk sẽ bằng là delta xk nhân cho delta yk, đó là diện tích của hình chữ nhật. Về mặt tổng quát thì chúng ta có thể viết là delta s bằng delta x nhân delta y. Như các em đã biết trong bài vi phân thì ký hiệu delta s có thể được thay bằng ds. Delta x là bằng dx, delta y là bằng dy. Như vậy thì ta có thể thay ds bởi dx nhân dy. Lúc đầu tích phân bội 2 được ký hiệu là tích phân bội 2 trên miền D Fxi ds. Nếu bây giờ chúng ta thay ds bằng dx nhân dy thì tích phân bội 2 sẽ được ký hiệu lại như sau. Tích phân bội 2 trên miền D Fxi ds sẽ bằng tích phân bội 2 trên miền D Fxi dx nhân dy. Vậy sau này có khi các em nhìn trên màn hình, các em thấy là cô ghi tích phân bội 2 phía sau hàm F là DS, hoặc là phía sau hàm F sẽ là DX nhân DY. Mời các em quan sát hình minh họa. Ví dụ miền D là một cái miền phẳng và có biên là đường màu đỏ như trên màn hình. Đây là một cái miền trong không gian hai chiều. Nếu như ta chia miền D bởi các đường hẳn song song với các trục tọa độ, đây là các đường song song với OX và đây là các đường song song với OY. Giả sử đây là DK, miền DK là một cái hình chữ nhật, là một cái miền nhỏ sau khi ta chia D thành N phần nhỏ. Và cạnh của DK, ví dụ đây là chiều rộng, cạnh này là song song với trục OX, ta ký hiệu cạnh này là delta X. Chiều dài đó là một cạnh còn lại của DK, cạnh này song song với trục tung, ta ký hiệu cạnh này là delta YK. Như vậy diện tích của DK sẽ bằng delta XK nhân cho delta YK. Và sau đó về mặt tổng quát thì ta sẽ viết là delta S bằng delta X nhân delta Y.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là khi nào thì tích phân bội hai tồn tại. À, các em xem định lý sau đây. Định lý tồn tại tích phân bội hai. Nếu như một hàm F là một hàm liên tục trên miền D đóng giới nội, có biên là đường cong trên từng khúc thì hàm F sẽ khả tích trên D. Các em xem hình minh họa là đường cong trơn là đường cong như thế nào? Đây là hình ảnh của một đường cong trơn. Và như thế nào là một đường cong trơn từng khúc? Đây là hình ảnh của đường cong trơn từng khúc. Hàm F ở đây là một hàm hai biến. À, chúng ta đang quan tâm đến hàm hai biến, là hàm xác định trong cái miền D con của R2. Hàm F là một hàm liên tục trên một cái miền D đóng bị chặn, có nghĩa là giới nội, có biên là đường cong trơn từng khúc thì hàm F sẽ khả tích trên D. Đây là hình ảnh của một đường cong trơn. Còn về mặt lý thuyết thì đường cong trơn là đường cong như thế nào? Nếu một cái đường cong C có phương trình tham số là x bằng xt, y bằng yt, được gọi là trơn nếu như các đạo hàm x đạo hàm theo t, y đạo hàm theo t là các hàm số liên tục và không đồng thời bằng không, thì lúc đó đường cong C sẽ được gọi là đường cong trơn. Điều đó có nghĩa là vectơ đạo hàm vectơ r phẩy bằng x phẩy t nhân vectơ y cộng y phẩy t nhân vectơ j. Vectơ y là vectơ có tọa độ 1 0 nằm trên trục Ox. Vectơ j là vectơ tọa độ là 0 1 nằm trên trục Oy. Hàm vectơ r phẩy này người ta gọi là hàm các vectơ tiếp tuyến của đường cong. Đường cong C được gọi là một đường cong trơn nếu như hàm vectơ tiếp tuyến là một hàm vectơ liên tục và khác không. Còn một cái đường cong như thế nào thì được gọi là đường cong trơn từng khúc? Một cái đường cong được gọi là trơn từng khúc nếu như nó bao gồm hữu hạn các cung trơn. Như vậy một cái đường cong trơn thì vẫn có thể hiểu là đó là một đường cong trơn từng khúc. Bây giờ mời các em qua phần thứ hai. À, mời các em xem một số tính chất của tích phân bội hai. Tính chất thứ nhất, tích phân bội hai trên miền D của một cái hàm F là bằng 1. Đó chính là công thức tính diện tích của miền D. Các em nhớ công thức này, diện tích của miền D là bằng tích phân bội 2 ds trên D. À, nghĩa là hàm F là bằng 1 mà chúng ta không cần ghi số 1 ở đây. Tính chất thứ hai, tích phân trên miền D của hằng số C nhân cho F xi ds thì bằng C nhân cho tích phân của hàm F trên miền D. Như vậy là tích phân của hằng số C nhân F, các em có thể đem cái hằng số C đó ra ngoài. Trong cái tính chất số 2 này, chúng ta giả sử là hàm F đã khả tích trên miền D. Tính chất số 3. Giả sử rằng hàm F và hàm R đã khả tích trên D thì tích phân của F cộng R trên miền D sẽ bằng tích phân của F trên D cộng tích phân của R trên D. Tính chất số 2 và tính chất số 3 người ta còn gọi là tính chất tuyến tính của tích phân. À, đây là tính chất tuyến tính của tích phân. Các em thấy hai tính chất này có thể nói ngắn gọn là tích phân của hằng số nhân F thì hằng số có thể đem ra ngoài khỏi dấu tích phân. Tích phân của tổng thì bằng tổng các tích phân. Đây là hai tính chất quen thuộc. Các em đã biết từ khi học tích phân bội 1 ở lớp 12. Tính chất số 4. Giả sử rằng miền D bao gồm hai miền nhỏ là D1 và D2. D là bằng D1 hợp D2. Mà D1 và D2 là hai miền không giảm nhau. Không giảm nhau có nghĩa là chúng không có phần trong chung, chỉ có đường biên chung mà thôi. Và giả sử rằng hàm F đã khả tích trên miền D. Như vậy thì tích phân của hàm F trên D
sẽ bằng tích phân của hàm F trên D1 cộng tích phân của hàm F trên D2. Các em lưu ý tính chất số 4 này. Tính chất số 4 sẽ được áp dụng rất nhiều trong bài tập. Vì nếu như miền D là một cái miền phẳng mà được giới hạn bởi nhiều đường cong với các phương trình khác nhau, khi đó các em phải chia nhỏ miền D ra và tính tích phân trên từng cái miền DK con của D, và sau đó các em mới cộng các tích phân trên các miền DK lại sẽ ra tích phân trên miền D. Và sau đây là tính chất số 5. Nếu như hàm F nhỏ hơn hoặc bằng hàm R trên miền D, nghĩa là Fxi nhỏ hơn hoặc bằng Rxi với mọi điểm Xi thuộc miền D. Và giả sử rằng hàm F và hàm R đã khả tích trên miền D, thì khi đó chúng ta sẽ có tích phân bội 2 trên D của hàm Fxi sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tích phân bội 2 trên D của hàm Rxi DF. Nếu hàm F nhỏ hơn hoặc bằng hàm R thì tích phân của F sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tích phân của R. Từ tính chất số 5 này, các em có thể suy ra một hệ quả là nếu như hàm F lớn hơn hoặc bằng 0 trên miền D thì suy ra tích phân của hàm F trên D cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Tính chất số 6. Nếu chúng ta gọi M lớn và M nhỏ là giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm F trên miền D, thì khi đó ta sẽ có bất đẳng thức sau đây. Tích phân của hàm F trên D sẽ lớn hơn hoặc bằng M nhỏ nhân diện tích miền D và nhỏ hơn hoặc bằng M lớn nhân cho diện tích của miền D. Các em có nhớ là SD đó là ký hiệu diện tích của miền D là tính được tính bằng công thức nào hay không? Được tính bằng công thức nào? Đó tính là tính chất số 1. Chính là tính chất số 1. Tích phân trên miền D của hàm F bằng 1 nhân cho DS là bằng SD. Đó là diện tích của miền D. Tính chất cuối cùng, tính chất số 7. Tính chất số 7 là một định lý, chúng ta gọi tên nó là định lý giá trị trung bình. Cho một hàm F liên tục trên một cái miền D đóng bị chặn liên thông D, khi ấy trong D sẽ tồn tại ít nhất là một điểm M có tọa độ x0, y0 sao cho tích phân bội 2 trên D Fxi ds sẽ bằng giá trị hàm F tại điểm x rho y rho nhân cho diện tích của miền D. Cho một hàm F liên tục trên một miền D đóng bị chặn liên thông D, miền đóng là các em biết rồi, giới nội có nghĩa là bị chặn các em cũng biết rồi, còn liên thông là như thế nào? Một cái miền D được gọi là liên thông nếu như ta lấy hai điểm xy bất kỳ bên trong miền D thì luôn luôn tồn tại một cái đường cong liên tục nối từ điểm x đến điểm y, mà cái đường cong đó nằm trọn trong D, thì miền D được gọi là tập liên thông. Cô xin nhắc lại, tập D được gọi là tập liên thông nếu như chúng ta có thể nối hai điểm bất kỳ xy thuộc D bởi một đường cong liên tục nằm trọn trong D. Nếu hàm F thỏa được ba điều kiện liên tục trên một cái miền có điều kiện là đóng, bị chặn và liên thông, thì khi đó trong miền D chắc chắn sẽ tồn tại một cái điểm ít nhất là một điểm M tọa độ x rho y rho sao cho tích phân bội 2 của hàm F trên D sẽ bằng giá trị hàm F tại điểm x rho y rho nhân cho diện tích của miền D. Khi đó giá trị hàm F tại điểm x rho y rho sẽ được tính bằng kem chuyển diện tích của miền D qua bên vế trái. Như vậy thì F tại điểm x rho y rho sẽ bằng 1 trên SD nhân cho tích phân bội 2 của hàm F. Và ở đây cô ký hiệu là alpha. Alpha chính là giá trị của hàm F tại điểm x rho y rho. Cái alpha này được gọi là giá trị trung bình của hàm F trên miền D. Và đây tính là tính chất cuối cùng.
À, trong các tính chất mà cô muốn giới thiệu với các em, 7 tính chất. Bây giờ cô xin trình bày với các em về cách tính tích phân bội hai. Một ý nghĩa của tích phân bội hai đó là nói về thể tích hình trụ cong. Mời các em quan sát hình vẽ trên màn hình. Ví dụ chúng ta có đây là một hình trụ cong. Hình trụ cong này được đặt trong không gian 3 chiều OX, OY và OZ. Cô ký hiệu hình trụ cong là omega. Omega là một hình trụ cong có giới hạn trên là một cái mặt cong. Đây là mặt cong ở trên của omega. Mặt cong này có phương trình là z bằng fxy. Đó là giới hạn trên của omega. Giới hạn dưới của omega là một cái miền phẳng d nằm trong không gian OXY. Ở đây d chính là hình chiếu của mặt cong S xuống mặt phẳng OXY. Giới hạn xung quanh của omega là một mặt trụ có đường sin song song trục OZ. Đây chính là đường sin của omega song song với trục OZ. Và biên của miền d người ta còn gọi là đường chuẩn. Đường chuẩn của omega chính là biên của miền d. Cô nhắc lại một lần nữa, omega là một cái hình trụ cong có giới hạn trên là một mặt cong S có phương trình là z bằng fxy. Giới hạn dưới là một cái miền phẳng d nằm trong mặt phẳng OXY. D chính là hình chiếu của mặt cong S xuống mặt phẳng OXY. Giới hạn xung quanh của omega là một mặt trụ có đường sin song song trục OZ. Và đường chuẩn của omega chính là biên của miền d. Khi đó thể tích của omega được tính bằng công thức là tích phân bội 2 của hàm fxy trên d. Nếu như đây không phải là một hình trụ cong mà hai đáy của nó sẽ là hai miền phẳng song song nhau thì các em đã biết công thức tính diện tích là bằng diện tích đáy nhân cho chiều cao. Ở đây là trường hợp omega có đáy trên là một cái mặt cong và đáy dưới là một miền phẳng. Thì thể tích omega sẽ được tính bằng công thức là tích phân bội 2 của hàm fxy trên miền d. Về bài toán tính thể tích thì cô sẽ giới thiệu kỹ hơn vào một bài khác. Bây giờ mời các em quan sát về cách tính tích phân bội 2. Công thức tính tích phân bội 2 là một định lý được phát minh bởi tác giả Fubini. Cô sẽ giới thiệu trong trường hợp hàm fxy liên tục trên miền d. Định lý Fubini cho hàm fxy liên tục trên miền d. Trong phần này sẽ có hai trường hợp chính và một trường hợp phụ. Mời các em xem trường hợp chính thứ nhất. Nếu miền d được xác định bởi x dao động từ A đến B, y dao động từ đường phi 1x đến đường phi 2x. Cận của x là từ A đến B, cận của y là từ phi 1x đến phi 2x. Điều kiện phi 1 phi 2 là hai hàm số liên tục trên miền là đoạn AB. Đây là hàm một biến liên tục trên đoạn AB. Thì tích phân bội 2 của hàm fxy trên miền d sẽ được tính như sau. Trước hết là các em sẽ tính tích phân theo biến y trước. Cận của y là gì? Cận của y á là từ phi 1x cho đến phi 2x. Như vậy tính tích phân theo biến y là cận là từ phi 1x đến phi 2x. Tích phân của hàm fxy nhân dy. Ở đây các em tính tích phân theo biến y, nhưng hàm của chúng ta lại là hàm hai biến. Như vậy thì các em sẽ xem x
là hằng số và các em chỉ tính tích phân theo biến y. Sau khi các em tính tích phân theo biến y xong, cận là phi 1x và phi 2x. Như vậy thì sau khi tính tích phân xong, chắc chắn sẽ còn lại biến x. Như vậy là sau khi tính tích phân theo biến y xong thì đáp số sẽ là một hàm theo x. Và kế tiếp, các em sẽ tính tích phân theo biến x của cái đáp số vừa tìm được. Như vậy tích phân bội 2 của hàm fxy trên miền D sẽ bằng tích phân từ A đến B của cái hàm là tích phân từ phi 1x đến phi 2x fxy dy, tính tích phân của hàm này theo biến x. Và cái ký hiệu tích phân này có thể được viết lại như sau. Ta sẽ viết lại công thức như sau. Tích phân bội 2 của hàm fxy trên miền D bằng tích phân từ A đến B dx nhân cho tích phân từ phi 1x đến phi 2x fxy dy. Ở đây không phải là chúng ta tính hai cái tích phân độc lập, mà chúng ta sẽ tính tích phân nào trước. Tích phân nào các em viết trước thì các em tính sau, và tích phân nào các em viết sau, các em lại tính trước. Như vậy là chúng ta tính tích phân nào trước? Chúng ta tính tích phân phía sau trước, là các em tính tích phân theo biến y trước. Các em tính tích phân theo biến y thì các em xem x là hằng số. Cụ thể là như thế nào? Cô mời các em xem cái ví dụ sau đây. Ví dụ các em tính tích phân của cái hàm là 3x cộng y, cận là từ x cho đến x bình phương. Dy có nghĩa là chúng ta sẽ tính tích phân theo biến y. Các em xem chữ x như là hằng số, nghĩa là các em nhìn chữ x giống như là nhìn số 2 hay là số 5. Bây giờ nguyên hàm của 3x là gì? Nếu mà chúng ta tính nguyên hàm theo biến y, vậy là nguyên hàm của 3x sẽ là 3x nhân y. Và nguyên hàm của y là gì? Nguyên hàm của y á, chính là y bình phương trên 2. Và các em thế cận là từ x đến x bình phương. Thế cận vô chữ gì các em? Thế cận vô chữ gì? Đó là thế cận vô chữ y. Thế cận trên trước, thế x bình phương vào y. Thế x bình phương vào y thì ở đây sẽ là 3x mũ 3 và cộng cho x mũ 4 trên 2. Thế cận dưới thì các em nhớ là phải đặt phía trước dấu trừ. Thế cận dưới chúng ta vẫn thế vào chữ y là 3x bình phương cộng x bình phương trên 2. Nhận xét. Như vậy sau khi các em tính tích phân theo biến y thì đáp số rõ ràng là một hàm theo x. Đây là cô ví dụ cho cái tích phân thứ hai, là cái tích phân từ phi 1x cho đến phi 2x fxy dy, là các em phải tính tích phân theo biến y. Sau khi tính xong, các em mới điền cái đáp số của tích phân này vào đứng trước chữ dx nhưng mà phía trong của dấu tích phân từ A đến B. Và các em tiếp tục tính tích phân một lần nữa, là tích phân theo biến x, thì cuối cùng đáp số sẽ ra là một hằng số. Mời các em xem minh họa bằng hình vẽ cho công thức này. Hình vẽ như sau. Ví dụ chúng ta có đây là một cái miền D. Cái miền D là cái miền màu hồng mà có biên là đường biên màu đỏ như các em đã thấy. Cái miền D này được giới hạn như sau. Đường thẳng thứ nhất là đường thẳng x bằng a. Đường này song song với trục OY như các em đã thấy trên màn hình. Đường biên thứ hai của D là đường thẳng x bằng b. Đây là đường biên thứ hai. Đường biên thứ ba là đường y bằng phi 1x. Đường biên màu đỏ phía dưới của miền D nè các em, đây chính là đường y bằng phi 1x. Đường biên thứ hai y bằng phi 2x, đây là đường biên phía trên. Miền D có cận là x lớn hơn hoặc bằng a, nhỏ hơn hoặc bằng b. Và y lớn hơn hoặc bằng phi 1x, nhỏ hơn hoặc bằng phi 2x. Các em có thể quan sát mũi tên màu xanh để biết là y nó sẽ dao động từ đường phi 1x cho đến đường phi 2x.
Còn cận x thì rất dễ dàng, x thì dao động từ a đến b. Như vậy tích phân bội 2 của hàm f trên nguyền d sẽ được tính, nhắc lại công thức, là bằng tích phân từ a đến b dx, tích phân từ phi 1x đến phi 2x fxy dy. Các em xem kỹ công thức lại một lần nữa. Và hãy chú ý rằng là chúng ta tính tích phân nào trước. Cô vừa giới thiệu xong cái trường hợp thứ nhất, công thức tính tích phân thứ nhất. Cái tích phân ở bên trái, thì tích phân này gọi là tích phân bội 2, và nó còn có một cái tên gọi khác nữa là tích phân kép. Nhưng mà cái hai cái tích phân bên phải này, nguyên cái tích phân bên phải này thì kem lại gọi là tích phân lập. Tích phân lập, lập đi lặp lại á. Chúng ta tính tích phân ở đây là hai lần. Kem tính tích phân theo biến y trước á, lập tính một lần. Và sau đó kem tính tích phân theo biến x, đó là tính lần thứ hai. Tích phân bên phải thì gọi là tích phân lập. Còn tích phân bên trái á thì gọi là tích phân kép, tích phân bội 2. Và tích phân lập á, nó chính xác hơn đó, nó là người ta tính từng cái tích phân bội 1. Mà từng cái tích phân bội 1 á thì kem đã được học ở lớp 12. Do đó nếu như kem nắm vững các công thức cơ bản, từ các công thức đơn giản nhất kem được học từ lớp 12, thì sau đó chúng ta có thể tính tích phân bội 2 và tích phân bội 3 nâng cao lên rất là dễ dàng. Và công thức này là được phát minh bởi tác giả là Fubini. Cô mời các em quan sát ha hình ảnh của tác giả. Đây là tác giả Guido Fubini. Fubini năm 1901 thì giảng dạy tại trường Đại học Catania ở Sicily, và năm 1908 thì ông dạy cả hai trường, đó là Politecnico và tại Đại học Torino. Và nghiên cứu ban đầu của Fubini là về hình học vi phân theo hướng phân tích, và tác phẩm nổi tiếng quan trọng nhất của ông đó là về hình học vi phân projective. Bây giờ chúng ta trở lại cái công thức tính tích phân bội 2. Cái trường hợp mà cô đã giới thiệu các em đó là trường hợp thứ nhất, một cái trường hợp đặc biệt thứ nhất. Bây giờ mời các em xem cái trường hợp đặc biệt thứ hai. Trường hợp thứ hai này nó đối xứng lại với trường hợp thứ nhất. Nếu như cái miền D mà xác định bởi y là dao động từ C đến D, CD ở đây là hai hằng số. Còn x là dao động từ cái đường phi 1y cho đến đường phi 2y. Điều kiện thì phi 1 phi 2 là hai hàm số liên tục trên đoạn CD. Như vậy là tích phân bội 2 trên miền D của hàm F sẽ được tính tích phân theo biến nào trước các em? Theo như các em nhận xét từ công thức thứ nhất, thì bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân theo biến nào trước? Chúng ta sẽ tính tích phân theo biến x trước. Chúng ta tính tích phân theo biến x trước. Tích phân từ phi 1y cho đến phi 2y fxy dx. Và nếu như chúng ta tính tích phân theo biến x trước á, thì chúng ta xem y là hằng số. Y là hằng số. Và các em thấy cận của tích phân vẫn có biến y. Đó là một hàm số theo y, như vậy là đáp số nó sẽ ra là một cái hàm theo y. Và sau khi tính tích phân theo biến x xong thì chúng ta sẽ thế vào đây. Các em sẽ thế cái đáp số vào đứng trước chữ dy và bên trong dấu tích phân, và các em tính tích phân theo biến y. Tích phân nào mà mình ghi trước á là mình sẽ tính sau, và tích phân nào mà mình ghi sau là mình sẽ tính trước. Ở đây chúng ta ghi là tích phân từ C đến D dy, tích phân từ phi 1y đến phi 2y fxy dx. Như vậy là các em phải tính tích phân phía sau trước, nghĩa là tính tích phân theo biến x trước. Có đáp số rồi, các em sẽ điền đáp số đứng trước chữ dy nhưng mà bên trong dấu tích phân, và chúng ta tính tích phân theo biến y lần thứ hai, tính tích phân lần thứ hai và ra đáp số.
Mời các em xem một cái hình ảnh minh họa cho trường hợp thứ hai này. Ví dụ đây là một cái miền D. Miền D là cái miền mà cô tô đậm có đường biên là đường màu đỏ như trên màn hình. Cái miền D này cũng được giới hạn bởi bốn đường. Đường thứ nhất là đường Y bằng C. Đó là một cái đường thẳng song song OX. Đây là đường thứ nhất. Đường thứ hai là đường Y bằng D. Đây là đường thứ hai. Cái đường biên này cũng song song OX. Đường biên thứ ba, đó là đường cong màu đỏ Y bằng phi 1, X bằng phi 1 Y. Đây là cái đường biên thứ ba nè, X bằng phi 1 Y. X là một hàm số theo Y. Đường biên thứ tư, X bằng phi 2 Y. Đó là đường biên thứ hai. Cận của Y là dao động từ C đến D. Cận của X làm sao để các em xác định được cận của X? Các em hãy nhìn vào cái mũi tên màu xanh, đó là một cái gợi ý. Cái mũi tên này là chỉ cái sự biến thiên của biến X nè. X đó là dao động từ cái đường phi 1y nè đến cái đường phi 2y. Và nhắc lại công thức tính tích phân bội 2 của hàm fxy, dxdy là bằng tích phân từ C đến D, DY. Tích phân từ phi 1y đến phi 2y, fxy, dx. Chúng ta tính tích phân theo biến x trước. Có đáp số rồi, chúng ta mới thế vào đứng trước chữ DY, bên trong dấu tích phân, và tính tích phân theo biến y. Đây chính là trường hợp đặc biệt thứ hai. Cả hai trường hợp này, các em thấy trường hợp thứ nhất, X là đi từ A đến B, là hằng số đến hằng số. Y là đi từ phi 1x đến phi 2x, là từ hàm số đến hàm số. Ở công thức thứ hai này thì Y là đi từ C đến D, là từ hằng số đến hằng số. Và X là đi từ phi 1y đến phi 2y, là từ hàm số đến hàm số. Còn nếu mà một cái trường hợp thứ ba nữa, nếu x đi từ hằng số đến hằng số, y đi từ hằng số đến hằng số, thì lúc đó D là miền gì kem? Lúc đó D là hình chữ nhật. Nếu D xác định bởi x từ A đến B, y từ C đến D, D là hình chữ nhật. Và giả sử rằng hàm f được phân tích thành f1x nhân f2y. Đó là một cái hàm theo x nhân một cái hàm theo y tách rời ra. Ví dụ như là x bình phương nhân y, hàm f bằng x bình nhân y, thì f1 là x bình, f2 là bằng y. Thì ta có tích phân bội 2 của hàm f trên d sẽ bằng tích phân từ a đến b f1x dx nhân tích phân từ c đến d f2y dy. Ở đây kem có thể tính độc lập hai tích phân này và nhân đáp số lại. Kem tính tích phân nào trước cũng được, tích phân theo biến x trước, sau đó tính phân theo biến y, hoặc là tính phân theo biến y trước rồi tính tích phân theo biến x cũng được. Kem tính hai tích phân độc lập, nhân đáp số lại ra tích phân bội 2. Đây là trường hợp đặc biệt nếu như D là hình chữ nhật. Như vậy là cô đã giới thiệu với các em ba trường hợp, hai trường hợp chính và một trường hợp đặc biệt D là hình chữ nhật. Đó là ba cách tính, ba trường hợp đặc biệt ha, để tính tích phân bội 2. Bài giảng của chúng ta đến đây là tạm dừng. Bài học kế tiếp cô sẽ cho các em các ví dụ cụ thể trong các cái công thức mà các em đã được giới thiệu về cách tính tích phân bội 2. Thân ái chào các em.